Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Bạn biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã bố trí lực lượng làm việc xuyên đêm Xuyên Tết 24 trên 24 giờ để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn Trong tối hôm 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết, trong 2 giờ làm việc, lực lượng chức năng tại chốt giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Xuân Lộc đã dừng xe, kiểm tra hàng chục phương tiện các loại. Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra các lỗi như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ. Một trường hợp đặc biệt là ông L, ngụ xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỏ ra khá bất ngờ khi biết mình không bị vi phạm nồng độ cồn. Dù trước đó, khi được cảnh sát giao thông hỏi, ông L xác nhận mình có uống một lon bia khoảng 30 phút trước. Dù vậy, qua 3 lần kiểm tra bằng máy đo nồng độ cồn, cảnh sát giao thông xác định ông L không vi phạm. Cả ba lần máy đo đều thể hiện nồng độ cồn trong khí thở của ông L ở mức 0.00mg trên lít, sau đó ông L được tiếp tục lưu thông. Trong khoảng 2 giờ kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ phát hiện duy nhất một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,102mg trên lít là ông MHN, ngụ thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc. Ông L cho biết dịp Tết nên có uống 4 năm lon bia với bạn. Sau đó, vợ nhớ đi đón về nên ông chạy xe đi đón mà quên mất mình đang vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, cảnh sát giao thông cũng dừng một số phương tiện để yêu cầu kiểm tra ma túy nhưng kết quả đều thể hiện âm tính. Trong những ngày Tết vừa qua, cảnh sát giao thông công an các địa phương cũng đã kiểm tra, phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông, có khoảng 7469 trường hợp. Trong đó, đường bộ có khoảng 7466 trường hợp vi phạm, phạt tiền lên tới hơn 18 tỷ, đồng thời tạm giữ hơn 200 xe ô tô cùng hơn 3000 xe mô tô và nhiều phương tiện khác. Lực lượng chức năng tại các địa phương cũng tước khoảng 1.588 giấy phép lái xe các loại xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 1.000 tài xế xe vi phạm tốc độ.